Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Lật kèo phút chót, bầu Đức mua Đức huấn luyện viên cựu nhất Nhật Bản để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ Việt phản ứng khó tin. Thời gian qua huấn luyện viên Gong Okun đã thương thảo hợp đồng với bầu Đức về việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thay ông Philip Trucci. Có thời điểm hai bên được cho là sẽ sớm ký hợp đồng để tạo nên thương vụ bom tấn với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên mọi thứ đã nhanh chóng đổ bể vào phút chót. Chính huấn luyện viên Gong Okun đã xác nhận thông tin này. Theo nhiều nguồn tin, buổi đàm phán giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và huấn luyện viên Gong Okun cùng công ty đại diện trưa ngày 31 tháng 10 đã diễn ra tốt đẹp, hai bên đã đạt được các thỏa thuận cơ bản. Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Gong Okun cũng vui vẻ xác nhận việc mình sẽ dẫn dắt nhà đương kim vô địch V-League. Trong diễn biến mới đây, theo nguồn tin từ nội bộ, bầu Đức hiện đã hoàn tất thỏa thuận với huấn luyện viên Akira Nishino, người đã dẫn dắt tuyển Nhật Bản đến vòng 16 đội World Cup 2018. Theo đó, cuộc đàm phán giữa chiến lược ra 68 tuổi người Nhật Bản với ông bầu Hoàng Anh Gia Lai đã được thực hiện rất suôn sẻ. Trong đó một số nguồn tin cho rằng, ông Nishino đã đến Việt Nam để chuẩn bị ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Nam thay huấn luyện viên Philip Trucci. Akira Nishino là cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan giai đoạn từ năm 2019 đến 2021. Huấn luyện viên Nishino đã không thành công trong thời gian dẫn dắt voi chiến, nhưng huấn luyện viên Nishino lại có bề dày thành tích và kinh nghiệm với chức vô địch châu Á năm 2008 cùng câu lạc bộ Gamba Osaka và dẫn dắt tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội World Cup 2018. Nếu ông Akira Nishino dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ là bất ngờ khá lớn. Mức lương của chiến lược ra người Nhật Bản khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là 230.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 5,5 tỷ đồng một tháng. Với mức đãi ngộ này, huấn luyện viên Akira Nishino sẽ phá kỷ lục mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn làm việc tại Việt Nam là 20.000 đô la Mỹ một tháng. Đây là mức lương được đánh giá là kỷ lục với một huấn luyện viên nước ngoài làm việc tại Đông Nam Á. Ngoài mức lương hơn 5,5 tỷ đồng, huấn luyện viên Akira Nishino còn được bầu Đức lo các điều kiện ăn ở trong toàn bộ thời gian làm việc tại Việt Nam. Thông tin trên không chỉ gây xôn xao dư luận Việt Nam mà nó còn khiến báo chí và dư luận Đông Nam Á cảm thấy bất ngờ. Mà ngay cả giới truyền thông quốc tế cũng đặc biệt quan tâm tới chuyện ký hợp đồng với huấn luyện viên Akira Nishino. Sáng ngày 1 tháng 11, tờ Yantan của Nhật Bản đưa tin cho biết huấn luyện viên Akira Nishino xác nhận sẽ có cuộc đàm phán với bầu Đức về việc ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vào thứ Sáu tuần này. Trước cuộc gặp với bầu Đức, nhà cầm quân người Nhật chia sẻ: "Tôi rất vui và hạnh phúc trước vinh dự được tới Việt Nam làm việc và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với cơ hội phát triển một nền bóng đá. Cá nhân tôi phấn khích khi có dịp dẫn dắt một đội tuyển nước ngoài. Nền tảng của bóng đá là phải luôn nâng cao tinh thần đồng đội. Tôi muốn nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của tôi là đưa đội tuyển Việt Nam đến với sân chơi World Cup. Đây luôn là điều mà mọi cầu thủ mọi đội tuyển đều mơ ước, cơ bản cả tôi và bầu Đức đều phải suy nghĩ thấu đáo để xem lựa chọn nào thích hợp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng trong việc gắn bó là xác định hướng đi của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, hầu hết các cầu thủ của bóng đá Việt Nam đều đủ khả năng thi đấu ở Nhật Bản. Tôi không biết là ai sẽ phù hợp nhớ, tề nhưng tôi tin chắc rằng trong tương lai thì cầu thủ Việt Nam sẽ ngập tràn tại J-League. Ông Akira Nishino trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Nikkei Sport của Nhật Bản: "Nếu tôi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thì có mang đến hữu ích hay không? Tôi có cần phải đổi mới không? Tôi sẽ xem xét nhiều yếu tố, liệu họ có định hướng triết lý phù hợp với mình không? Tôi chấp nhận bước vào một nhiệm vụ mới đầy khó khăn. Mục tiêu của tôi là đưa đội tuyển Việt Nam tiến lên, có thể đá ngang ngửa với những đội tuyển lớn của châu Á như Nhật Bản." Huấn luyện viên Akira Nishino khẳng, ông không ngại áp lực khi là người kế nhiệm huấn luyện viên Philip Trucci trên cương vị người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước câu hỏi của truyền thông Nhật Bản về việc làm thế nào giúp Việt Nam đến với World Cup, ông Akira Nishino nhấn mạnh vào kinh nghiệm của bản thân: "Chính kinh nghiệm đi World Cup của tôi đã có dịp quan sát các huấn luyện viên hàng đầu trên khắp thế giới quản lý đội tuyển. Họ luôn biết cách khuyến khích để các cầu thủ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất. Tôi bị ảnh hưởng bởi phong cách chơi bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng đá luôn phải nhìn vào năng lực ban đầu, vào gốc rễ. Sự thật là tôi chưa hiểu nhiều về cầu thủ và bóng đá Việt Nam, nhưng với kinh nghiệm mà tôi có trong nhiều năm làm việc, tôi sẽ giúp đội bóng này trở nên mạnh mẽ nhất." Trước thềm cuộc gặp gỡ, bầu Đức và ông Nishino đều khá lạc quan, đôi bên có vẻ đều hướng tới việc ký hợp đồng. Bầu Đức sẽ lắng nghe quan điểm của ông Akira Nishino và đại diện về các vấn đề liên quan tới bóng đá Việt Nam. Đôi bên sẽ bàn bạc tìm tiếng nói chung trước khi có quyết định. Bên cạnh vấn đề cụ thể của đội tuyển, bầu Đức và ông Akira Nishino cũng sẽ trao đổi về chiến lược của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Trẻ hóa đội tuyển, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ là hai vấn đề đang được quan tâm. Bầu Đức đang tìm kiếm một phiên dịch tiếng Nhật Bản với hai yêu cầu là có khả năng giao tiếp lưu loát và đam mê am hiểu bóng đá. Đây có thể coi là tín hiệu ngầm về việc ông chủ Hoàng Anh Gia Lai theo đuổi huấn luyện viên Akira Nishino. Thông tin được tờ báo Nhật Bản đưa ra nhiều khả năng trở thành sự thật, khi đây là một trong những nguồn tin bóng đá uy tín bậc nhất tại Nhật Bản. Một số tờ báo
khác của Việt Nam cũng khẳng định huấn luyện viên Akira Nishino là người được chọn, nhưng Bầu Đức vẫn chưa chính thức phát ngôn về những tin đồn này.